Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Trang Đoàn ạ. Bây giờ ấy, Trang Đoàn sẽ đi làm một cái món của bên phương Tây này ấy. Thì người ta gọi là macaroni. Thì mình dùng với lại cái elbow noodles, cái mì ống này cả nhà. Thì nó giống như là cái khuỷu tay ấy, thì trong tiếng Anh người ta gọi là elbow. Đó, cả nhà nhìn nhá. Thì mình cần là 3 cái cup. 3 cái cup là 235ml đấy cả nhà, 235g ấy là một cup. Thì mình cứ dùng 3 cái cup như thế này. Thì mình download vào đây 3 cup cái elbow noodles. Và mình cần ở đây là cái hạt đậu Hà Lan. Các bạn có thể chọn hạt đậu Hà Lan mà nó không bị bẻ làm đôi này, mà nó thả cả hạt cũng ok. Và mình cần một chút butter là bơ ấy cả nhà. Mình cần cái cream mushroom là cái cream nấm ấy cả nhà. Cái súp nấm ấy này. Đó, mình mua sẵn rồi. Và mình cần hai hộp cá ngừ, cá tuna. Và để làm cái món này thì mình dùng cái Instant Pot. Cái nồi này là bác chồng mình tặng cho mình cả nhà. Thì cái nồi này cũng khá là ok đấy, mình đã thử nấu rồi đấy cả nhà. Ở đây nó là giống như là nó có cái phần pressure cook là nồi áp suất đấy cả nhà. Ở đây nó còn làm được cả sữa chua này, nó hầm này, nó làm cháo này, nó làm hầm tất cả các loại hạt khác nhau, rồi nó nấu được cả cơm, rồi nó nấu súp cà, súp các loại súp, rồi nó hầm thịt, rồi là nó làm bean chili là cái món của Mỹ này, rồi nó làm được rất là nhiều món khác nhau. Ở đây có less more, normal more là mình có thể tăng cái pressure, low pressure, high pressure, mình thích kiểu gì cũng được. Ở đây mình có pressure level, mình có keep warm, hay là mình có delay start hoặc mình cancel nó. Thì đây người ta cho hơn 1.000 công thức nấu ăn. Và mình sẽ mở cho các bạn xem. Đây là bên trong của nó giống như là một cái nồi áp suất. Cả nhà nhìn đây này, nó không khác gì một cái nồi áp suất, nó nấu được rất là nhiều món ăn khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái nồi này và mình sẽ nấu trong khoảng 9 phút đổ lại được cả nhà, rất là nhanh. Bây giờ thì mình sẽ cho dầu ô liu vào cả nhà ơi, cho một ít thôi. Thì mình bắt đầu mình đổ cái này vào nào cả nhà. Đó, mình đổ cái hạt này đầy vào nữa. Hạt này hơi bị nhiều cả nhà. Cái nước hầm cà này vào nhé. Mình cho cá ngừ vào cả nhà ơi. Tất cả cho hết vào như kiểu là một cái nồi thập cẩm ấy. Sau đó thì nó tự nấu lên. Sau đó thì mình sẽ cho một hộp nấm kem này. Cái hộp này ăn ngon lắm cả nhà. Mình sẽ dùng cái thìa gỗ này mình đảo lên nhé. Sau đó thì mình cho một ít bơ vào cả nhà ơi, đây này. Ok. Bây giờ mình sẽ đậy cái nắp nồi này vào. Trước mặt cái nồi đây này cả nhà, thì mình đã đậy chặt vào rồi. Và bây giờ ấy, mình sẽ chuyển về pressure cook. And then 4 minutes, this is 35 minutes, right? We're assuming minutes. Đây cả nhà ơi, thì nó đã kết thúc rồi đấy, nhưng mà chưa mở ra được. Bởi vì là chồng mình bảo là cái này là lùi áp suất ấy. Thì khi mà cái tròn tròn mà trắng trắng cái này cả nhà, mà nó phải hạ xuống cơ, rồi mình mới mở ra được. Còn cái này ấy, nếu mà bây giờ mà mình cho nó bốc khói lên, nó venting ấy, thì nó rất là áp lực cao. Bởi vì cái này nó nấu trong có 4 phút rồi cả nhà. Đây cả nhà ơi, thì cái món mì của mình đã ready rồi. Thì chồng mình đang lấy ra đĩa đây. Tuna casserole with peas, huh? You. You. Chồng mình bảo sao nấu mì lại cho cái hạt đậu vào. Should be enough, yeah. Chồng mình lấy cho mình trước. Mình nấu cũng khá là nhiều đấy cả nhà. The recipe online. Mình bảo chồng mình là cái công thức là trên mạng em học. I kind of figured this is a pretty American dish. Anh bảo cái món này là món của người Mỹ mà. Nên là anh cũng không nghĩ là em tự sáng tạo ra được. Tối nay ấy, vợ chồng mình có một bữa tối rất đơn giản. Đó là món mì kiểu Mỹ cả nhà. Thì đây là cái món mà Mỹ ăn rất là nhiều. Đây là bữa của chồng mình, nếu mà ai ăn thêm thì sẽ lấy thêm. Còn hiện tại thì mình nghĩ là mình chỉ ăn cái đĩa nhỏ nhỏ thôi cả nhà. Chào cả nhà nhé, thì mình vừa mới tắm rửa cô đầu xong cả nhà. Thì cái món này thì khá đơn giản nên là chồng mình tự xử thôi. Ok, thì bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu ăn. Ok, let's get started baby. Tóc mình vẫn còn ướt ở cả nhà, mình mới sấy có một tí thôi. Còn chút nữa để nó khô tự nhiên ấy. Chứ mình cũng không muốn
sấy nhiều vì cái tóc nó khô nhiều á. This is very American. Tuna casserole. No. Mình bảo chồng mình ấy. He said it's a casserole, right? Mm-hmm. But I made a macaroni. And he said thứ nghĩa là chồng mình ấy thì anh ấy bảo đây là cái món casserole của Mỹ ấy, nhưng mà mình thì mình học trên công thức là macaroni, right? Thì kiểu làm với cá ngừ ấy, thì chồng mình cứ cãi không phải cái món đấy. Nhưng mà mình học công thức khác cả nhà, không phải cái món mà anh ấy đọc tên. But it's very tasty nhá. Uh-huh. Rất ngon cả nhà. Cả nhà thử làm cái món này rất rất ngon luôn. It is certainly quite tasty. Uh-huh. Mà nó không có nhiều phô mai đâu. I didn't add any cheese in here. Only a little bit of butter. Uh-huh. And the cream of the mushroom, the condemned soup, you know. Uh-huh. Uh-huh. So mình bảo em không có cho cái gì nhỉ, cái phô mai đâu, em chỉ có cho mỗi là bơ. Babe, huh? Hate to break to you, but you just made tuna casserole. Oh yeah. Mm-hmm. Okay. Macaroni with cream of mushroom, some peas and tuna. Mm-hmm. It's tuna casserole. Okay. That's fine. Cool. Anh bảo là vẫn là cái món tuna casserole. Oh, it's very tasty. I'm just saying, macaroni is what the noodles are called. I thought the noodle is the elbow noodles. Well, elbow macaroni is what more specifically, but anh bảo cái mì này thì đúng là elbow noodles, nhưng mà nếu mà người Mỹ gọi thì người Mỹ sẽ gọi là elbow macaroni, right? Mm-hmm. Thôi nói chung là nó là món Mỹ cả nhà và ăn rất là ngon. General speaking, it's an American food anyway. Yeah. Well, it's quite tasty. Probably the best tuna casserole I've ever had. Mm. Anh bảo ngon, mà đây là cái món ngon nhất mà anh ấy ăn, mà mặc dù là món Mỹ cả nhà. Nhưng mà thật sự là nấu bằng cái nồi áp suất đấy, cái instant pot ấy, nó rất là nhanh nhưng mà phải đợi rất là lâu để cho nó cái áp suất nó xuống ấy. I said that cooking by the instant pot. Mm-hmm. It was very fast, but we needed to wait so long for the high pressure to be lower, right? Well, I don't know if we strictly speaking had to, but I didn't want to take my chance that this fell into the category of one of those don't hit the release valve. Mm-hmm. Because, you know, last thing I want to do is we'll go and do that and you get burned or something. Mm-hmm. Chồng mình cẩn thận lắm cả nhà. Đọc hướng dẫn thì bọn ấy bảo là không có được mở ra đến khi mà cái nút trắng mà mình lúc nãy mình có chỉ cho các bạn xem ấy, nó tụt hẳn xuống, nó thấp hẳn xuống thì mới được mở ra. Mà mình bảo mở ra thì không được sao đâu, nhất định không. He's very careful. Mm-hmm. She wanted to just open it up right away. Anh bảo told her she was crazy. Anh bảo mình ấy cứ muốn mở ngay lập tức, xong rồi anh bảo bị hâm, bị dở. Oh my god, why did you call me crazy? Sao anh lại gọi em là bị hâm bây giờ, hả? Mm. Gọi vợ thế à? Why did you call the wife that way? Crazy. Because it's a crazy thing to sit here say, oh hey, let's just open up a pressurized anh container. Anh bảo hâm thật còn gì nữa. Mở cái đấy ra là nó bỏng cả tay luôn. Full of hot stuff. It might have ruined my fingers here. Mm-hmm. Your fingers or your face or... Mm. Anh bảo cháy mặt luôn ấy. Basically anything that would have been caught in the blast of steam. Chồng mình bảo là đồ ăn này hơi béo đấy nhá. He said this food is a little bit fat. And I said it's all right. We don't eat them it very often. Mm-hmm. Mình bảo kệ đi, vẫn ok mà, có ăn thường xuyên đâu mà. Mới đầu ấy, khi mà mình sang bên Đức ấy, mình không có ăn được cái phô mai đâu cả nhà. I said, when I first went to Germany, mm-hmm. I couldn't eat the cheese, the käse. Mm-hmm. But then later on, I tried to eat it. Mm-hmm. And I actually love it now, you know.
that I don't like eating cheese alone. Mình bảo là thì mình ăn nhiều nó thành quen đấy cả nhà. Nhưng mà mình vẫn không được ăn được cái cheese mà ăn kiểu ăn một mình, cắn cả cục cheese vào mồm đâu. Ở bên Mỹ này á, cái phô mai á mà họ ăn buổi sáng á, họ cứ cho cả cục vào mồm cắn cái này, mình không thích ăn được vậy. Mình phải ăn vào mấy đồ ăn thì mình mới thích. I said I want cheese to be mixed with different food or ingredients, you know. Ví dụ như spaghetti. For example, making spaghetti, and later on we can just add some parmesan, you know. Ví dụ như là nấu mì ý cả nhà, xong rồi trong lúc nấu hoặc là lúc ăn ấy, xong mình cho cái phô mai parmesan lên ăn thì cũng rất là ngon. Hoặc là pizza, mình rất là thích. For especially pizza, I like to have more cheese on the surface. Cheese often is mixed in with something else. The only time you'll really eat cheese on its own is if you're having like cheese and or an assortment of like cheese and meats or something, which is usually some sort of hors d'oeuvre. If you were like doing a cheese and wine pairing or something, you might have cheese on its own. But it's not often we just eat cheese by its own. It's usually with something else. Thì đó, anh chồng mình cũng nói là bình thường ở Mỹ này thì cũng không nhiều người mà ăn cái phô mai, mà ăn một mình cái phô mai mà thường là cũng ăn với thịt rồi ăn với cái này cái kia. À mà lúc nãy mình có nói đấy, thì ăn nhiều thì nó thành quen không cả nhà. Reminds me of season four. I'm gonna have to make you some grilled cheese and tomato soup sometime. Oh yeah. Is it what cheese? Usually just cheddar or whatever. We'll probably have to go and get some because we won't have any cheese on hand. But anh bảo anh sẽ nấu cái món với lại một cái phô mai với lại súp cà chua cho mình. Okay. You can do it. Nhưng mà anh nấu đi. In Vietnam, people don't eat cheese very often. Some people never eat cheese. Mình bảo ở Việt Nam nhiều mọi người không ăn phô mai nhiều, mà nhiều người chưa bao giờ ăn phô mai ấy. I imagine it's something that doesn't make its way into regular Vietnamese cuisine. Anh bảo là anh cũng thấy được là kiểu nấu đồ ăn kiểu ẩm thực Việt Nam ấy, thì không thấy có phô mai nhiều. I think they sell more cheese in Vietnam, especially more international people are living there, you know. Yeah. Mình bảo nhưng bây giờ họ cũng bán nhiều phô mai đấy, bởi vì có nhiều người nước ngoài sống ở đó, với cả cái văn hóa nó thay đổi đấy, thì con người ta cũng muốn thử những cái mới. And you know when the society has changed, and a lot of people want to try different things from different countries. And then if they go to supermarket and they see these, you know, cheese products, they would be very curious about that. And then they, okay, let's try it. Let's see how it tastes to them, you know. Yeah. Yeah. Thì đó, kiểu đi từ các siêu thị ấy, mà nhìn thấy cái phô mai ấy, thì cũng muốn thử xem cái vị của nó như thế nào, đúng không ạ? Nhưng mà mình bên này thì phô mai nó là một trong những cái đồ thực phẩm nó rất là phổ biến. Here in particularly in the USA, cheese is something extremely popular. Like, it is sold everywhere in the supermarket. I mean, like, if you cannot buy a product, but you can buy cheese in every supermarket, you know. Mình và bạn có thể không tìm thấy một cái loại thực phẩm hoặc một cái sản phẩm gì, nhưng mà riêng phô mai thì ở siêu thị nào cũng có nhé. So here in the USA, Americans love cheese like Vietnamese people love phở. Let's say phở. Thì mình bảo là người Mỹ ấy thích ăn phô mai như kiểu là người Việt Nam mà thích ăn phở ấy cả nhà. Y như vậy luôn, có thể so sánh như thế. Tại vì mình ở Việt Nam mình thích ăn phở lắm. I really like phở when I was in Hà Nội. I love it. Even you know, it's popular there. But I love it. I can eat phở every day. Mình bảo, mặc dù mình ở Hà Nội ấy, mình vẫn thích phở. Có khi buổi sáng nào, ngày nào mình ăn phở cũng được. Nhưng mà nó phải là phở Hà Nội thôi. But it must be phở in Hà Nội, you know? Special recipes, not from different places. I think Hà Nội, phở Hà Nội is the best. Mình bảo phở Hà Nội là ngon nhất đối với em.
Now you say the whole sentence that what did you eat? Anh ăn mì Mỹ sốt. Right. Ok, thì cả nhà ơi, cái video của mình cũng khá tương đối dài rồi đấy cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ xin kết thúc cái video của mình ở đây. I said that our video is longer than you know. I mean, I expect you guys to watch until the end of the video, of course. Mình bảo mình hy vọng các bạn sẽ xem cái video này thật dài đến cuối video luôn. Bạn nào còn xem đến chỗ cuối này thì tất cả mọi người, không chỉ những bạn đã xem đến đây, mà mình sẽ chân thành cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ. Sorry. Chồng mình nhá. Anyway, okay, then thank you for watching and supporting, and I see you guys in my next video. Bye bye. Cảm ơn cả nhà. Bye. Bye.